Hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện Nồi áp suất. Nồi áp suất có thể biến thành bơm hẹn giờ. Nội dung của phần này tớ phải rủ mẹ xem cùng mới được. Đại đa số nhiều gia đình bây giờ đều có nồi cơm điện, nhưng cũng có một số gia đình sử dụng nồi áp suất để nấu. Cơm nấu bằng nồi áp suất sẽ thơm hơn, mềm hơn. Cái này nói nè. Tôi thích ăn nhất là cơm thơm thơm, mềm mềm như thế này nè. Nhưng mà nồi áp suất cũng tiềm ẩn nguy hiểm đấy. Hầu như mỗi ngày đều có một vài tai nạn xảy ra do sử dụng nồi không đúng cách. Nhưng mà nồi cơm có phải là ô tô đâu, làm sao có thể gây tai nạn nhỉ? Nồi cơm có thể gây tai nạn không? Hay là chỉ ô tô mới có thể gây tai nạn? Nhưng mà hồi nãy con nghe mẹ nói là nồi áp suất có thể biến thành bơm hẹn giờ, là không lẽ đang nấu nó biến thành nguyên cho bơm luôn hả? Mình nghe tiếp nè. Hai chiếc mèo đang nói chuyện, cái là nồi cơm, cái là nồi áp suất. Nồi cơm nó nói với nồi áp suất. Tớ biết là cậu rất khỏe, nhưng nghe nói là cậu rất nguy hiểm nữa à. Nào. Thì sao lại nguy hiểm đây? Trong quá trình sử dụng, nồi áp suất có thể sản sinh ra một áp suất rất là lớn. Nếu mà không sử dụng không đúng cách, thì cái áp suất đó có thể gây nổ hơi. Nguy lực khủng khiếp, chẳng khác gì quả bơm. Vậy là khi mà mình sử dụng không đúng cách là coi như là nó sẽ biến thành nguyên bộ bơm hẹn giờ. Đây, chỗ này. Nó xì hơi nè. Xình xịt, xình xịt. Rồi mấy cái này nhìn thấy hết không? Cậu ấy cũng là bơm như chúng mình hay sao? Hình như sắp phát nổ rồi kìa. Sao lại như thế được nhỉ? Không, mấy quả bơm này cũng nhìn áp suất. Cũng là bơm nữa hả? Sao lại như thế được nhỉ? Tại sao nồi áp suất có thể phát nổ? Nếu mà nhìn từ bên ngoài thì bạn sẽ thấy nồi áp suất trông nặng và dày hơn nồi cơm điện thông thường. Nó dày và nặng như vậy là để chịu đựng được áp suất vô cùng lớn. Kẽ hở giữa nồi, giữa nắp nồi và thân nồi được tiếp xúc với nhau bằng một đai cao su. Giữa nồi và thân nồi phải có một cái đai cao su. Tác dụng của vòng đai này là để không khí bên trong nồi không thể thoát ra ngoài, tạo ra môi trường áp suất, khiến cho nhiệt độ sôi tăng cao, thức ăn trong nồi nhanh chín hơn. Nồi cơm, áp suất nói chuyện với nhau. Nồi cơm đấy. Tại sao tớ lại không có nhỉ? Tại sao không có cái vòng cao su đó? Tại sao? Nạp sức trả lời. Bởi vì tớ chắc chắn hơn cậu. Nạp sức tự hào. Tớ chắc chắn hơn cậu. Phía trên nồi có một lỗ thoát khí. Cái lỗ thoát khí. Khi áp suất nồi đạt đến mức tiêu chuẩn, thì lượng khí thừa sẽ theo lỗ thoát ra ngoài, đảm bảo áp suất trong nồi luôn được giữ trong phạm vi an toàn. Áp suất giống như là một cái đầu tàu. Đầu tàu xe lửa vậy ha. Giống tàu hỏa chưa nè. Thì bạn này nói với áp suất nè. Thứ gì đây nhỉ? Trông hay ghê. Tính đụng vào. Áp suất cản này. Nguy hiểm, thứ đang nóng lắm đây. Các bạn nhỏ đừng làm theo bạn này nha. Áp suất đang sôi, đừng có chạm vào nha. Khi mẹ nấu cơm, chúng mình thường nhìn thấy nồi áp suất phát ra tiếng kêu xì xì, giống như ống khói tàu hỏa trên tivi hay chiếu. Còn có cả hơi nước xì ra theo cái lỗ thoát khí nữa. Những lúc như vậy tuyệt đối không được đưa tay vào sờ lỗ thoát khí nha. Nếu không bạn sẽ bị bỏng đấy. Cái này là gì đây hả? Những cái bát này là áp suất. Không. Cái này không. Không. Có lẽ bạn sẽ hỏi cách sử dụng nồi áp suất đơn giản như vậy tại sao lại có thể gây ra sự cố nhỉ?
vấn đề nằm ở chỗ lỗ thoát khí rất là dễ bị tắc, rất là dễ bị tắc, rất là dễ bị nghẹt. Loại áp suất thường dùng để nấu hoặc hầm các món ăn không dễ mềm như là các loại đậu nè, thịt bò hoặc các thực phẩm có da bì dày. Những loại thực phẩm này trong quá trình nấu rất dễ khiến cho lỗ thoát khí của nồi áp suất bị tắc nghẽn, dẫn đến sự cố nổ. Nhà áp suất nói mỗi lần nấu quá nhiều đồ ăn cũng không an toàn, chỉ ít trong nồi phải để lại chừa lại 1/5 không gian. Ôi ôi, đừng nhét thêm vào nữa. Nấu nồi áp suất là không có nhét đầy quá ha. Nếu không là bị nổ bùm, nó xì cơm lại dằn trúng ngay bàn này té xỉu luôn. Bây giờ chúng mình xem cần phải chú ý những gì khi sử dụng nồi áp suất nha. Trước khi nấu ăn cần kiểm tra cẩn thận xem phía dưới lỗ thoát khí có bị bịt kín bởi đồ ăn hay gạo không. Nếu không để ý thì khi nấu đồ ăn sẽ bắn ra ngoài rất là nguy hiểm. Đồng thời tuyệt đối không được chèn vật gì lên trên nắp thoát khí. Làm như vậy sẽ cản trở không khí từ bên trong nồi thoát ra, dẫn đến bị nổ. Nếu chẳng may có người đứng bên cạnh thì sẽ bị trọng thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nếu mà nó nổ, mình đứng gần nó là mình sẽ bị thương hoặc là có khi là nguy hiểm tới tính mạng ở đó. Vì vậy các bạn nhỏ mà đọc ba câu chuyện này phải nhắc mẹ chú ý an toàn tuyệt đối không được quên nha. Nhà bạn nè, bạn đi múc cơm nào, mẹ nhất định sẽ khen mình cho mà xem. Rồi, hết rồi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Và nếu các bạn thích video hãy bấm like và nhớ đăng ký để theo dõi những video lần sau nhé.